Thưa quý vị, sáng nay ngày 1 tháng 9 tại trại giam Vĩnh Quang, tỉnh Vĩnh Phúc, thuộc Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá dự trao quyết định đặc xá. Năm 2022, Chủ tịch nước đã ký quyết định đặc xá cho 2.438 người bị kết án phạt tù, trong đó có 2.434 phạm nhân, 3 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, 1 người đang được hoãn chấp hành án phạt tù. Trại giam Vĩnh Quang có 71 phạm nhân, trong đó có 5 phạm nhân có quốc tịch nước ngoài được đặc xá lần này. Trao quyết định đặc xá cho các đối tượng, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tin tưởng những người được đặc xá, chính sách đầy nhân văn của Đảng và Nhà nước sẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách, tự tin hơn, vững vàng hơn trong cuộc sống, trở thành người lương thiện. Sau thời gian chấp hành án phạt tù, thực hiện nghiêm các quy định về xét duyệt tha tù trước hạn, các phạm nhân được đặc xá đều cảm nhận rất sâu sắc hạnh phúc của sự tự do. Họ được trao trả giấy tờ, tư trang, được cấp thẻ căn cước công dân gắn chip nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất khi tái hòa nhập cộng đồng. Và được đặc xá năm 2022 thì chúng tôi rất vui mừng, rất biết ơn Đảng và Nhà nước những chính sách dành cho chúng tôi. Sau những tháng ngày ở trong này trong quá trình cải tạo, tôi rất ăn năn hối cải với những hành vi của mình gây ra. Và bây giờ tôi mong chờ là được sớm trở về với xã hội để bù đắp lại những gì đã mất gia đình. Và tôi rất mong được thực hiện được điều đó. Tạo điều kiện cho chúng tôi thứ nhất là về làm thẻ căn cước gắn chip. Thứ hai nữa là sau khi chúng tôi ra trại, chúng tôi sẽ được hưởng cái chính sách đặc xá là sẽ được xóa án tích ngay. Và với chính sách đặc xá năm nay thì tôi cảm thấy chính sách này đầy tính nhân văn. Nó tạo điều kiện, tạo cơ hội cho những phạm nhân chúng tôi sau khi trở về sẽ tái hòa nhập vào cộng đồng sớm hơn và rất dễ dàng cho việc tìm kiếm công việc mới. Trở về cuộc sống đời thường bên ngoài cánh cửa trại giam, trong sự chào đón của người thân, những cái ôm thật chặt, nụ cười và khuôn mặt tươi sáng của con trẻ. Có lẽ đây chính là động lực để những người từng lầm lỡ, sa ngã biết ăn năn, hối cải, hòa nhập cộng đồng, trở thành công dân có ích hơn cho xã hội. Sáng cùng ngày 1 tháng 9, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước cho các phạm nhân tại trại giam số 1 và số 2 thuộc Công an thành phố. Năm 2022, qua giả soát, tại hai trại tạm giam của Công an thành phố Hà Nội đã có 88 phạm nhân được đề nghị xét đặc xá. Qua thẩm định của Hội đồng Tư vấn đặc xá Trung ương, tại hai trại giam có 68 phạm nhân đã được Chủ tịch nước ra quyết định đặc xá. Để có được kết quả ngày hôm nay, các phạm nhân trong diện được đặc xá đã luôn chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong quá trình chấp hành án phạt tù, nỗ lực phấn đấu lao động cải tạo, chấp hành nghiêm nội quy cơ sở giam giữ. Hôm nay tại trại giam Ninh Khánh thuộc Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng, Bộ Công an đóng tại tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2022 nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9 cho 79 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù. Cũng trong ngày hôm nay, nhiều địa phương trên cả nước cũng đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá cho các phạm nhân. Tại buổi lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2022, các phạm nhân nhận giấy chứng nhận đặc xá cấp căn cước công dân gắn chip cho 10 phạm nhân đại diện cho 79 phạm nhân ở trại giam Ninh Khánh được đặc xá đợt này. Cùng ngày, trại giam Công an tỉnh Ninh Bình cũng tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2022 cho 3 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù. Trước khi các phạm nhân trở về gia đình, các đơn vị đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định. Cũng trong ngày 1 tháng 9, Công an tỉnh Yên Bái tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho 4 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại trại tạm giam Công an tỉnh Yên Bái được nhận quyết định đặc xá. Đây là 4 trong số hơn 2.430 phạm nhân được Chủ tịch nước quyết định đặc xá nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh năm 2022 trên địa bàn cả nước. Cùng ngày 1 tháng 9, trại tạm giam Gia Trung thuộc Tổng cục 8 Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước cho 67 phạm nhân. Trước khi các phạm nhân được đặc xá trở về địa phương, trại giam Gia Trung phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Gia Lai triển khai công tác tổ chức tái hòa nhập cộng đồng cho các phạm nhân thông qua việc tuyên truyền kiến thức pháp luật, kỹ năng sống, tư vấn giới thiệu việc làm. Sáng nay tại trại giam Phú Sơn 4 cũng đã diễn ra lễ công bố quyết định đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước. Tại lễ công bố, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc chúc mừng các phạm nhân được đặc xá và mong rằng
các phạm nhân kiên quyết rũ bỏ quá khứ tội lỗi và bỏ qua mặc cảm để hoàn lương, trở thành một công dân tốt. Đây cũng là động lực, tấm gương để các phạm nhân khác phấn đấu, tu dưỡng và nhận sự khoan hồng của nhà nước trong những lần đặc xá tiếp theo. Ngay sau khi nhận được quyết định đặc xá, lực lượng công an cũng đã trao căn cước công dân gắn chip cũng như hỗ trợ xe đưa về đối với những người không có thân nhân đến đón. Hôm nay mùng 1 tháng 9, trại giam Nam Hà thuộc Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng, Cục C10 Bộ Công an trên địa bàn huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước cho 25 phạm nhân được đặc xá, tha tù trước thời hạn vào đúng ngày Tết Độc lập mùng 2 tháng 9. Việc tổ chức đặc xá tha tù trước thời hạn khẳng định chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước Việt Nam và truyền thống nhân đạo của dân tộc đối với những người phạm tội, khuyến khích họ hối cải, rèn luyện, trở thành người có ích cho xã hội. Những phạm nhân được đặc xá, ngay sau khi nhận quyết định đặc xá, đã được làm thủ tục cấp căn cước công dân trước khi trở về với gia đình và xã hội.